Như vậy với bài này chúng ta tách cái hoa này ra như thế nào? Các bạn vẽ cũng được, và có một cách khác để các bạn tách một đối tượng ra khỏi nền tương đối nhanh, thì chúng ta dùng chế độ là Quick Select Mode chứ không phải là công cụ Select như chúng ta dùng nữa. Như vậy các bạn ở ngay góc dưới cái chỗ mà chọn màu nè, đó, nó có một cái là Quick Select. Như vậy để chúng ta chuyển sang cái ảnh màu cái đã cho nó dễ thấy. Rồi đã ở ảnh màu nè. Như vậy các bạn thấy là bình thường chúng ta chọn màu ở đây, chúng ta có màu, ví dụ màu xanh. Ok. Nhưng mà khi mà chúng ta chọn vô chế độ Quick Select Mode thì bắt đầu là nó chuyển sang trắng đen, và chúng ta sẽ tô màu ở đây. Ví dụ như chúng ta chỉ chọn phần này thôi. Ctrl Z. Ủa sao vậy? Quick Mask, đúng rồi. Ồ, thầy đang ở chế độ là tẩy. Rồi ok, đổi qua chế độ cọ nha. Mình dùng cọ để vẽ. Thì các bạn đang chọn là Quick Select Mode nè. Và chúng ta sẽ zoom lớn lên, cho cò nhỏ lại. Nhớ là tắt tiếng Việt nha. Cò nhỏ lại. Và mình vẽ đường biên thôi. Và cái này là mình vẽ bình thường, giống như là mình đang tô màu vậy đó. Các bạn vẽ đường biên, vẽ nhanh. Rồi nếu mà sai thì mình lấy tẩy mình bôi đi. Đó, cái phần nào mà các bạn muốn lấy đó thì các bạn vẽ theo biên của nó. Chú ý thầy làm trước đi đã. Vẽ theo biên nha. Làm sao chuyển nhanh bức ảnh? Ví dụ thầy vẽ đây hết màn hình rồi, làm sao chuyển nhanh? Dùng phím gì? Space. Spacebar nhấn xuống rồi kéo lên. Các bạn làm cố gắng nhớ các phím nóng nha. Photoshop thì các bạn phải kết hợp cả hai tay, một tay chuột một tay phím, dùng cho nó nhanh. Hai tay hai súng á. Rồi chỗ này nó bị lệm nè, các bạn lấy gom các bạn sẽ tẩy đi, lệm vô là nó chọn luôn cả cái cọng luôn. Rồi xong chưa? Các bạn sẽ dùng công cụ tô màu. Tô màu. Và chúng ta tô vô mấy cái khoảng trống nè. Đó. Rồi. Như vậy các bạn thấy là ở khoảng giữa phần tô màu và phần vẽ của thầy nó còn cái đường trắng. Chúng ta vẽ lại lần nữa để tô cho nó kín cái phần này. Như vậy cái công việc mà các bạn vẽ đó thì nó rất là dễ. Nó thừa thì các bạn xóa đi,
thiếu thì các bạn thêm vào đó, thì các bạn điều chỉnh rất là khỏe. Và cái phần mà tô màu hồng này nè là cái phần mà chúng ta bỏ đi đó. Ở chế độ là quick select mode thì các bạn tô màu hồng tức là các bạn bỏ. Chúng ta thường hay dùng cái này để lấy ảnh mà đối tượng, ví dụ như là người mẫu mà người ta chụp có tóc nó bay á, thì chúng ta dùng công cụ này chúng ta lấy luôn được một vài sợi tóc á. Có vẻ như các bạn không đủ kiên nhẫn để theo dõi nha. Rồi, xong chưa? Và việc bây giờ chỉ có là bấm trả lại chế độ này hoặc là các bạn nhấn chữ Q. À, như vậy chúng ta đã có được vùng chọn. Ctrl G. Tách đối tượng khỏi này. Đấy. Như vậy công việc của chúng ta làm thì nó sẽ không phải lo, tức là chúng ta tô mà nó dư thì lấy gom tẩy đi, thiếu thì lấy cọ vẽ thêm, và có thể ngày này chúng ta vẽ xong là ngày mai chúng ta vẽ tiếp, không sao cả. Cho nên là ở cái chế độ này các bạn sẽ tách cái ảnh ra, à, standard mode, như vậy chúng ta sẽ chọn là chữ Q để chuyển chế độ. Và chúng ta vẽ tô nền, rồi sau đó chúng ta chỉ có việc tách thôi. Nó là quick mask ha, quick mask. Và bây giờ các bạn muốn tách thêm cái phần mà cái cuốn hoa này ra thì cũng như thế, các bạn có thể chọn chế độ này. Và ở đây các bạn đã có cái nền sẵn rồi, thì bây giờ chúng ta chỉ có việc vẽ thêm ở bên chỗ cái cuốn này thôi. À, giả sử như thế. Rồi thêm cái cuốn chỗ này nữa. Rồi. Tô màu mình chỉ còn thiếu mấy cái tí xíu này thôi. Nếu như mà các bạn không tô cái phần nhỏ này đó thì tí nữa nó lại phân ra hai vùng chọn, các bạn tí nữa các bạn thử mà không tô cái này coi nó báo cái gì, nó sẽ cho bạn hai vùng chọn luôn. Rồi, ok. Đó. Như vậy chúng ta sẽ Ctrl G lên. Các bạn thấy chỗ này thừa đúng không? Thừa không? Chúng ta chỉ cần Ctrl G cái layer 1 nè. Đừng có phải Ctrl G background nha. Background là nó có nền luôn. Chúng ta Ctrl G layer 1. Bởi vì layer 1 mình tách nền rồi, cho nên mình Ctrl G layer 1 là được. Đấy. Rồi các bạn có thể là cho cái hoa colorize. Đó, chọn màu ở đây. Được chưa? Rồi, cái cánh màu gì? Cộng này màu gì? Colorize màu xanh,
Ok. Như vậy thầy làm giúp bài cho các bạn rồi. Thấy chưa?